Xin chào mọi người và đặc biệt là các em gái tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các em về cái tử vi của năm Canh Tý 2020 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm 2020 xét về mặt tử vi. Đây là một cái tuổi mà mình có thể nói là trong năm 2018 mình có dự đoán rất là chính xác cho mọi người về một cái năm bị trực thái tuế chữ Mậu khắc chữ Nhâm, và nó đem đến rất là nhiều xui rủi không tốt đẹp ở trong cả công việc, tình cảm và nhiều thứ khác. Và cái năm 2019 thì mình cũng có làm rồi, thì mình cũng có nói rằng đó là năm này là 2018 sụp hố, 2019 phải bò lên từ từ. Tuy rằng nó có nhiều cái điểm tích cực hơn, không có nhiều cái sự xui rủi như 2018 năm Mậu Tuất, nhưng mà nói mà khởi sắc hoàn toàn, khởi sắc để mà có thể mà khắc phục hoàn toàn cái hậu quả của năm 2018 để lại thì thật sự là không có. Vẫn còn nằm trong cái vòng lẩn quẩn, đó là khắc phục hậu quả, giải quyết những cái hậu quả mà nó xui rủi nó mang lại. Như anh đã nói nhiều, cái năm mà Mậu Tuất, tại vì năm mà Mậu Tuất tức là tuổi nào xui nhiều thì anh sẽ hay làm kỹ và hay nói rõ ràng. Thì thiên tính của cái người mà nhâm tuất nữ mạng á, thì người ta nói là trai nhâm gái quý, gái mà nắm chữ nhâm á lại là mệnh thủy, thường hay ào ào nóng nảy, xử sự rất là đàn ông. Tuy nhiên là người nhâm tuất nữ mạng được một cái điều, đó là cái sự trung thành, do là mang nằm dần ngọ tuất là ba cái tuổi mà người ta gọi là tam hợp hỏa cục, thì thường là chính trực, đúng không? Không có lương lẹo, thẳng thắn, đó là một cái điều tốt đẹp. Người nhâm tuất thì không có quen xu nịnh ai, và cũng không thích người khác xu nịnh mình, thẳng thắn mà làm thôi. Người mệnh thủy thay vì cũng là mệnh thủy quý hợi với lại nhâm tuất, nhưng mà nữ quý hợi thì tốt đẹp hơn là nữ nhâm tuất nhiều. Nữ nhâm tuất thì thường là khổ thân, người ta nói mà nữ mà nắm chữ nhâm là bị trái số, không được nhiều cái tốt đẹp giống như là người nhắm chữ quý. Nhưng mà điều đó cũng không có phải là một cái gọi là khiếm khuyết quá lớn đối với người nhâm tuất. Vốn dĩ người nhâm tuất là quảng giao, đúng không? Có thể là thẳng thắn nhưng mà đều có một cái biết thẳng thắn nhưng mà cũng phải biết điểm dừng. Cái đó là hay của cái người nhâm tuất, cũng chịu khó, do là người của hỏa cục cho nên là rất là thích làm việc thiện, rất làm việc dạng là sống có tâm, cho nên là cũng được trời thương. Thì trải qua cái năm 2018 cực kỳ khó khăn, thì qua 2019 thì rõ ràng là mong chờ nó sẽ tốt đẹp hơn, nhưng mà như đã phân tích rồi thì nó cũng không tốt đẹp lắm bao nhiêu. Thì nó chỉ là không xui như năm 2018 thôi, nhưng mà rất vui là ở trong cái năm 2020 này, năm Canh Tý, thì người nhâm tuất được rất là nhiều cái thuận lợi tốt đẹp về sao chủ nè, chỉ có xấu một tí xíu nằm ở cái bổn mạng và sức khỏe thôi, chứ còn tất cả mọi thứ thì theo mình tìm hiểu thì thấy nó cũng có khá nhiều tín hiệu tích cực. Có thể nói là hai năm sụp hố, năm 18 sụp hố, năm 19 là lấy đà bước lên, năm 20 là bắt đầu ở cái mức trung bình khá rồi, bắt đầu mình phải tận dụng nó. Thì không dùng do tam quốc nữa, nói một hồi là nói tới sáng mai cũng chưa hết cái video. Thì mình sẽ xét xem cái người nhâm tuất nữ mạng ở trong cái năm Canh Tý 2020 này tử vi nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết á, mà xem tử vi cho những người tuổi nhâm tuất nữ mạng sinh 1982 á, thì những người này á là phải sanh từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 cho đến ngày 13 tháng 2 năm 1983. Những người này chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi nhâm tuất nữ mạng. Tuy nhiên là còn tùy tháng, ví dụ như là nửa đầu năm thì là sẽ chịu người mà Tân Dậu tuất mà sinh mùa xuân thì thường là không sướng, là khổ thân, vì vẫn còn trên mình cái thế của người Tân Dậu. Tuy là giữa năm trở đi thì người nhâm tuất thì đỡ đần hơn. Người nhâm tuất á thì là mạng đại hải thủy, người ta gọi là nước biển lớn, nhưng mà gọi là thủy dương, tức là biển của ban ngày. Tướng tinh thì người ta nói là mang xương mang cốt của con chó,
nhưng mà tướng tinh con chim chỉ, tướng tinh của một con long vũ, cho nên là những người này rất biết cách chọn quần áo, chọn trang phục. Và tuy là người mệnh thủy hợp với màu đen, màu xanh biển, nhưng mà họ không có thiên tính là chỉ chọn những màu trung tính, họ vẫn có những người thích cái màu sặc sỡ hơn. Đó ha. Rồi, như vậy xét về trụ mạng thì rõ ràng là năm tới năm Canh Tý là năm thổ, mà mạng là mạng thủy, gặp năm thổ là bị năm tương khắc xấu, chủ về sức khỏe có vấn đề, không được tốt đẹp cho lắm. Ngoài ra cái chuyện mà tương khắc năm khắc bổ mạng như vậy á, nó còn sẽ làm cho cái phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi, trong cái cung mệnh của mình nó bị suy yếu đi, và để cho phá và bại tinh nó vận hành. Nhưng mà rất may là hồi nãy mình có coi sơ trước á, mình có xét sơ thì thấy là phúc tinh cũng khá nhiều, phá và bại tinh thì không bao nhiêu, cho nên là hy vọng rằng nó không có đem đến cái tác hại quá quá khổ giống như là cái năm 18-19 vừa rồi. Rồi, sao chủ của năm là một ngôi sao rất là tốt đẹp, đó là sao Mộc Đức. Người ta nói là Mộc Đức mặc sức mà ăn. Nhưng mà Mộc Đức tốt cho người mệnh hỏa nhưng mình thủy thôi, chứ còn Mộc Đức mà nó quất cho người mệnh kim thì cũng không có gì hết. Người ta nói vui vui với bậy bậy chút xíu là Mộc Đức mà xuất hiện cho người mệnh kim nó Mộc Đức đó là bốc cức mà ăn luôn đó nha. Rồi, ngôi sao Mộc Đức thì đem đến may mắn, danh lộc tốt. Mình nói sơ về cái thuộc tính của ngôi sao Mộc Đức là Mộc Đức cái chiếu mệnh thường mà đương mệnh là bị có sao Mộc Đức thì nó đem đến sự an vui tốt lành, gặp nhiều may mắn trong công văn danh sự nghiệp và nhiều mặt khác, mà tốt nhất là về mặt tình cảm và cái đường hướng của công việc. Vậy là ngon quá rồi. Bổ mạng thì mình còn tùy vào cái sao. Đây là một phúc tinh mang hành mộc, ngon. Người ta nói đối với người mà nhâm tuất á, mà tháng mà có thể nói tốt đẹp nhất đối với cái sao Mộc Đức này nó tác dụng á, là vào tháng 5 và tháng 2 của cái năm Canh Tý này, là sẽ đem đến nhiều cái tốt đẹp cho cái sao Mộc Đức, nó sẽ đem nhiều tốt đẹp đến cho người nhâm tuất. Rồi thì còn thí dụ như mà xem như thế nào đó nữa thì mình lát nữa mình xét vào vận hạn mình biết tại sao nó tốt đẹp hay không tốt đẹp. Tuy nhiên là nữ mạng mà mệnh thủy gặp sao Mộc Đức thì phải đề phòng cái chuyện bệnh tật, lại gặp năm tự gì du di đi nữa là mình cũng là sinh xuất ra nó, tức là mạng thủy của mình phải tưới cho cái sao mộc của Mộc Đức ha, cho nên là cần phải về mặt sức khỏe. Hạn thì người ta gọi là hạn tam kheo, đây là một có thể nói là cái hạn của năm nhẹ nhất trong các hạn. Hạn tam kheo là thường dễ bị xây xát tay chân, không tốt đẹp lắm về mặt tay chân. Người ta nói người mà gặp hạn tam kheo thì phải đề phòng về cái việc xây xát tay chân, tai nạn xe bất ngờ nhưng mà không có quá nặng. Rồi bệnh về xương khớp nói chung là tứ chi là chính chứ không có phạm thân. Hạn tam kheo là hạn nhẹ nhất của cái các hạn ở trong năm. Tiếp đến đó là vận niên. Vận niên là một vận niên rất tốt, đó là thử quy điền, tức là chuột về đầu. Đây là có thể nói là cái hình tượng con chuột quay về đồng lúa chính, có cái bất an thì nó là một cái hình tượng nó tốt đẹp, nó biểu tượng cho tiền tài, không phải mất công quá suy tính, là có thể là mấy năm vừa rồi là mình bỏ ra, bây giờ bắt đầu là mình sẽ thu lại ha, có không cần suy tính nhiều nó cũng tự có, thường hay gặp được may mắn bất ngờ và gia tăng tiền tài. Có một số sách nói rằng thử quy điền gặp sao Mộc Đức thì rất dễ có tiền tài bất ngờ trúng số, nhưng mà mình thì nói thật sự là anh ba không có khuyến khích mọi người dính vào cái việc đỏ đen hay là hy vọng rằng cái số trúng số hay là này kia. Nhưng mà nếu như mà mình nói thôi kệ, mỗi có cái năm nay gặp quá nhiều cái thuận lợi như vậy thì thôi bỏ ra 10.000 mỗi ngày mua việc lót đi, có trúng chia cho anh ba ít. Nói vậy thôi chứ hy vọng rằng không phải đến từ tiền bạc. Có nhiều người làm ăn cứ nghĩ rằng cứ mong chờ mình trúng số, nhưng không cần đâu. Nếu như thuận lợi về các mặt làm ăn 1-2 năm thì mình sẽ có nhiều hơn cái tiền mình trúng số, mà cái tiền có từ cái việc làm ăn tích lũy mà có thì thường nó giữ rất là lâu bền. Còn cái tiền bất ngờ mà có đến thì nó thường nó đi sau
nó kèm theo những cái hung họa rất là khó lường. Là người nhâm tuất thì chả có phải là người mong cầu đỏ đen, mong cầu và sự chung số, nhất là nhâm tuất nữ mạng. Rồi đó là vận niên. Còn thiên can á thì chữ nhâm và chữ canh á, thì xét về mặt tử vi á, là không xung không hợp, là không gì cả. Tuy nhiên á, nạp âm ngũ hành của canh năm á, là kim, nhâm là thủy, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Như vậy một năm công việc không có gì sự chống phá nhiều, thậm chí là có đem đến tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi tí tức, tí tức là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có sự khác nhau. Như vậy gia đạo tình cảm là một năm có nhiều cái biến chuyển tích cực, không có quá xung khắc như 28-29 nữa. Các nàng nào mà 28 cắt lìa duyên số thì 29 cô đơn, thì năm 2020 này coi chừng có lại một cái mối tình khác, có lại một cái gia đình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn so với những cái gì mà mình phải trải qua. Vậy là một cái điều tích cực đúng không? Thì đó là cái tử vi nhìn từ bên ngoài, thì rõ ràng là có rất là nhiều điều tốt đẹp đối với người nhâm tuất ở trong cái năm canh tí. Chỉ xấu về mặt bổn mạng và sức khỏe vì bị năm thổ khắc mạng thủy của mình. Như vậy thì rõ ràng là vui à nha. Mấy nàng nhâm tuất nghe được cái này sẽ rất là phấn khởi. Hy vọng rằng nó là một cái món quà may mắn. Thượng đế cho những năm đi xuống thì cũng phải cho những lúc mình đi lên, để mà mình thay đổi cuộc sống, thay đổi bớt cái số phận của mình. Hy vọng là các em tận dụng được cái tử vi của năm canh tí, mà vực dậy cái kinh tế vốn dĩ đang lâm vào khó khăn ở trong năm 2018-2019. Xét xem cái cung mệnh, cung xung chiếu của mình nó sẽ ra thế nào, nó có phúc tinh gì, phá tinh gì để mà mình phòng ngừa. Thì cung đặc mệnh của tử vi nhâm tuất năm 2020 thì có các sao nè. Cung mộ, thanh long, quan đới, thiếu dương, ôi và lại có thái tuế. Thái tuế nhập cung mệnh thì đề phòng những cái việc mà tai nạn bất ngờ. Trong cung mệnh có những cái bộ sao này thì tính ra là có nhiều cái sao tốt đẹp. Chủ về công việc có những cái biến chuyển tích cực hơn, thay đổi tốt đẹp hơn. Tình cảm gia đạo thì không có quá nhiều cái xung khắc ở trong cái cung đặc mệnh của mình, tức là cung nội tại bên trong mình. Còn cung xung chiếu thì có các sao như thiên việt, thiên phúc, thanh long, quan đới, là bộ các cái sao đem đến có thể nói là của nhân giúp đỡ mình ở trong công việc phát triển hơn và có nhiều cái điều tốt đẹp. Nói chung là cung xung chiếu có khá nhiều cái sao tốt đẹp, đặc biệt là thiên phúc và thanh long. Quan đới thì nếu mà những em nào đang làm ở trong cơ quan hãng xưởng hoặc là cái ngành quan chức nhà nước gọi là quan vận ấy, thì rất dễ có cái chuyện thăng tiến. Hai năm vừa rồi bị đầy, hai năm vừa rồi gặp tùm lum chuyện hết, cho nên là chưa có được phát huy, thì năm nay mình sẽ là người phát huy. Tuy nhiên là bên cạnh những cái phúc tinh đó thì cũng có một số phá và bài tinh như là tuế phá nè, thiên hư, thiên khốc, và đây là bộ sao đem đến, người ta nói là sẽ dễ gặp những cái chuyện mà tai bay vạ gió hoặc là người bị người ném đá dấu tay. Tuy nhiên phía sau những cái phá bài tinh này thì có ông triệt, ngôi triệt và tuần á, thì như đã chia sẻ ở nhiều cái video clip về các tuổi và các cái cung xung chiếu, thì mình nói là ổng không có cần biết phúc hay tinh hay là phá bại tinh, gặp ổng là ổng cắt 50% cái sự xung khắc. Cho nên là hy vọng rằng với ổng đứng sau lưng những cái phá và bại tinh thế này sẽ làm giảm đi cái sự hung hại của các phá và bại tinh ở trong cung xung chiếu, một trong những cái cung nói về đổ tài nhiều hơn. Rồi còn cung nhị hợp á thì có các sao như thiếu dương, đường phù, hỷ thần, thiên không. Đây là một bộ sao có thể nói rằng tiếp tục là nói rằng có bạn bè gì đâu giúp đỡ mình về mặt tiền bạc,
hoặc là giúp đỡ mình trong cái công việc phát huy. Đây là những cung nhị hợp có thể nói rằng có quá nhiều phúc tinh. Đây là một cái điều rất là tốt đẹp ở trong cung nhị hợp đối với của tuổi của các nhâm tuất ha. Còn cung tam hợp là cung nói về chuyện tình cảm gia đạo là nhiều, thì có lộc tồn bác sĩ tràng sinh, quốc ấn hoa cái long trì, đế vượng tướng quân, quan phù lưu hà đi sao thiên la. Như vậy thì nếu mà năm tới là có với nhân thì không, mình không dám chắc, nhưng mà có hoa cái và đi cả chung với lại tràng sinh thì rất dễ là có sinh nở, tức tốt đẹp ở trong cái công việc thai nghén sinh nở. Cho nên là nếu mà các em nào đang thai nghén mà năm sau sinh đẻ thì không phải lo lắng gì. Lộc tồn thì có tiền tài rồi, bác sĩ tràng sinh sức khỏe, bác sĩ thì phải để ý về mặt sức khỏe, đặc biệt có quốc ấn với đế vượng thì đây là một trong những cái cung có thể nói là mình được, nếu mà làm trong công việc trong nhà nước, làm trong ngành công an quân đội gì đó thì đây là một cái trong những cái phúc tinh đem đến cái may mắn thay đổi vị trí, lên lương lên chức, cái đó là ngon lành. Tuy nhiên là có quan phù đi lưu hà thiên la, đây là bộ ba cái sao rất không tốt đẹp về cái việc mà ở dưới nước đối với cái người nữ mạng ở trong cái năm người nữ mạng em tuất ở trong cái năm Canh Tý. Cho nên là nếu là các em thì anh sẽ tránh đi du lịch hoặc là đi chơi ở những cái vùng có sông nước nhiều, nó sẽ không được đẹp lắm cho cái người nhâm tuất. Đặc biệt có tướng quân thì đây là một trong những cái ngôi sao khẳng định cái vị thế của mình ở trong cái tầm mắt của cái người lãnh đạo hoặc là cấp trên của mình. Đây là một cái bộ sao có thể nói rằng ngon lành. Như vậy xét về các cái cung mệnh, các cái phúc tinh, phá tinh, bại tinh ở trong cái tử vi năm Canh Tý thì phần lớn 2/3 là những cái phúc tinh có được, còn 1/3 còn lại là phá bại tinh. Phá và bại tinh thì lại bị chính những cái ngôi sao như là triệt hóa giải. Như vậy có thể nói là tổng hợp là từ cái tử vi cũng như là các cung mệnh thì rõ ràng là năm Canh Tý 2020 đối với người nhâm tuất nữ mạng báo hiệu rằng sẽ có rất là nhiều điều tích cực vui vẻ. Thai nghén thì không phải quá lo lắng ha. Sao lại là sao chủ tốt ha, vận niên tốt, mệnh thì có nhiều phúc tinh, cung tam hợp, cung nhị hợp thì cũng quá nhiều phúc tinh để mà tiến triển. Hy vọng rằng với nhiều cái sự tốt đẹp như thế này thì các em có thể nói là sẽ phần nào lấy lại những gì đã mất ở trong hai cái năm 18 và 19 vừa rồi. Năm Mậu Tuất và năm Kỷ Hợi là hai năm không có ra gì, đặc biệt là Mậu Tuất ha. Hy vọng rằng là những cái như cái tổng hợp về tử vi, về thuật số nó hữu hiệu đối với tuổi của các em. Bây giờ mình tiếp tục là mình xét xem coi là vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý nó có được tốt đẹp như những gì mà cái tử vi của năm Canh Tý nó hiển thị không. Đầu tiên hết á, thì mình phải nói đến tháng Giêng. Tháng Giêng của năm Canh Tý á, thì đối với người năm Canh Tý mà đối với người nhâm tuất á, thì là tháng Mậu Dần. Tháng Giêng là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần là tháng Thổ, như vậy mệnh là Thổ khắc Thủy, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng và sức khỏe không được tốt, đề phòng tai nạn phạm thân. Mình đã bị năm Thổ khắc mạng rồi, bây giờ lại bị tháng Thổ, năm Thổ khắc mình, thì rõ ràng là mình phải cần để ý bổn mạng và sức khỏe của mình. Thiên can thì chữ Mậu và Nhâm là Mậu nó khắc Nhâm, thiên can bị tháng tương khắc, công việc dễ gặp bế tắc, không tốt đẹp, cẩn thận hao tài. Khởi đầu mà thấy Thổ khắc Thủy rồi thấy không ngon rồi đó, thấy thiên can của mạng thấy không em rồi. Tuy nhiên địa chi là tháng Dần gặp tuổi Tuất, là thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất,
dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo, tình cảm mà còn cho cả các mối quan hệ ở trong công việc. Cho nên nếu như mà đúng thì với vận hạn như thế này thì tháng giêng là các em thì anh sẽ phải cẩn thận bổn mạng và đừng khởi động quá mạnh. Tuy nghe được cái tử vi mà tốt đẹp nhưng mà đừng có hoạt động quá mạnh ở trong cái tháng này, vẫn tiếp tục vun vén nhẹ nhẹ lại ha, khởi động trước êm rồi hãy chạy, chứ còn mà mới vừa té bực ở 2018, 2019, 2020 chưa gì co giò chạy là trật nữa ha. Rồi đó là tháng giêng, tiếp đến đó là tháng 2 của năm Canh Tý, tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Kỷ Mão. Mà tháng Kỷ Mão thì tiếp tục là một tháng thổ, như vậy thì bổn mạng cũng giống như tháng giêng với thổ khắc thủy. Tháng giêng và tháng 2 là bổn mạng không được tốt đẹp, sức khỏe không được ok. Mà ngoài cái việc mà như vậy á, sức khỏe bổn mạng không ok thì cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị bớt đi các tác dụng tốt đẹp. Dù rằng nó có nhiều đi nữa thì nó không nhận được tương sinh bởi bổn mạng thì nó sẽ không tốt đẹp đâu. Thiên can Kỷ Nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Qua tháng 2 này thì thiên can không được không còn bị xung khắc, không còn gì hết, tức là công việc độ ok, mình cũng cảm thấy là bắt đầu nó khởi động lại tốt đẹp hơn về mặt trung bình, không có chống phá nhưng mà cũng chưa được tương sinh. Địa chi thì lại là địa chi tốt đẹp. Vì sao? Vì Mão và Tuất thì thuộc nhóm lục hợp. Lục hợp là dấu hiệu của nhiều may mắn. Lục hợp lần mặt nó có hợp về công việc, hợp về tài lộc, hợp về cả quý nhân, cho nên có thể nói là tháng 2, tháng giêng luôn cũng là cái tháng rất dễ có quý nhân, có những người mới đem đến công việc mới, vận thế mới cho mình để mà mình phát huy cái khả năng của mình cho người nhâm tuất. Đây là tốt đẹp ha. Rõ ràng là tháng 2 êm ả hơn, chỉ chủ yếu là để ý bổn mạng thôi, chứ còn thiên can và địa chi là tốt đẹp. Rồi tiếp đến đó là tháng 3, tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Canh Thìn, tháng Canh năm Canh, năm Canh tháng Canh ha. Thì tháng Canh Thìn thì thuộc là kim, mà như vậy là mệnh là kim sinh thủy. Bổn mạng được tương sinh, tốt cho bổn mạng sức khỏe, và khi bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh tài tinh, và hai phần ba là phúc tinh và tài tinh sẽ phát huy tác dụng của nó, sẽ đem đến nhiều may mắn. Thiên can thì canh nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của canh là kim, nhâm là thủy, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, dễ có tài lộc, công việc không quá chống phá mà dễ có tài lộc, nhưng mà không quá lớn đâu, nhỏ nhỏ thôi ha. Cái đó là điều tốt đẹp về thiên can, về bổn mạng. Tuy nhiên địa chi thì về mặt tình cảm và gia đạo thì không được ok lắm. Vì sao? Vì Thìn và Tuất là thuộc nhóm lục xung. Lục xung thì nó dễ đem đến những cái chuyện thị phi tai tiếng ở trong tình cảm gia đạo, và đặc biệt là coi chừng mang tiếng ở trong cái tình cảm, ở trong cái mối quan hệ ở cơ quan hạn sự của mình. Các em nhâm tuất thì nhớ cẩn thận với cái tính thẳng thắn của mình, thì được người khác giúp đỡ thì mình hay nói ra, mình nói ra thì người khác sẽ có người ghen ghét, sẽ đâm bị thóc thọc bị gạo ở trong tháng 3 để làm cho mình cảm thấy buồn phiền rối đắm ha, hoặc là gia đình gây gỗ với chồng gì đó, cho nên là biết tháng này nó khiến, cho nên nhịn đi ha, cho nó êm. Rồi tiếp đến đó là tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ chắc chắn là một tháng kim rồi, như vậy bổn mạng cũng giống tháng 3, được tương sinh, tốt cho bổn mạng sức khỏe, phúc tinh tài tinh. Vì thế hướng lại Tân Nhâm thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như là tháng 3, với Tân là nạp âm ngũ hành kim, Nhâm là thủy, đã được tương sinh về nạp âm ngũ hành, như vậy tốt cho công việc, tốt cho tài lộc, nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu nhiều ha. Địa chi thì Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy tháng 4 là một tháng tốt đẹp nhiều. Với không có thiên can được tương sinh về nạp âm ngũ hành, địa chi không xung khắc, bổn mạng thì là được tương sinh, như vậy là tháng 4 tốt đẹp hơn tháng 3 một chút. Rồi tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý là Nhâm Ngọ, mà Nhâm Ngọ thì thuộc mộc,
Như vậy về xét về trụ mạng là thủy sinh mộc, bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe bị suy yếu. Cẩn trọng một tí xíu. Hãy nên nhớ rằng là mình bị bổn mạng của cả năm, bị năm khắc bổn mạng là đã xấu nhất trong cái bổn mạng của năm, là không tốt cho mặt sức khỏe, bị sinh xuất như thế này nữa thì nhớ cẩn thận về mặt sức khỏe của mình ha. Thiên can thì chữ nhâm với nhâm ngọ và nhâm tuất là đồng hàng bổn mạng, cho nên là đồng hàng thủy. Ok, tốt đẹp, không có vấn đề về công việc, thậm chí là sinh tài lộc một cách êm ả. Rồi, địa chi ngọ gặp tuất là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tuất, tốt cho công việc tài lộc mà còn tốt luôn cho các mối quan hệ, cho nên là có thể nói là tháng này về có tiền tài, có mối quan hệ tạo mới và đem đến nhiều may mắn. Còn nếu mà mình mong chờ cái sự giúp đỡ của một người nào đó quý nhân thì đây là tháng rất là dễ thuận lợi. Mọi người nhớ cẩn thận lợi dụng cái việc này mà tốt đẹp hơn. Rồi tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Quý Mùi, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy cũng giống như tháng 5 là với cái bổn mạng bị sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng một chút. Thiên can thì nhâm quý không xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tài lộc cũng không có vấn đề gì quá nặng nề. Ok, địa chi thìn tuất sửu mùi, tuất mùi thìn tuất sửu mùi nằm trong cái tứ hành xung, cho nên là phải đề phòng cái gia đạo tình cảm hoặc là cái mối quan hệ ở trong xã hội nó có chút phiền toái gây ra cho mình, không được êm ả cho lắm. Đó là cái vận hạn của tháng 6 âm lịch là Canh Tý đối với cái người nữ nhâm tuất 1982. Như vậy thì mình đã phần nào chia sẻ được với mọi người những cái thống kê về tử vi của năm Canh Tý này, rồi vận hạn của 6 tháng đầu năm Canh Tý đối với tuổi của mọi người. Nhìn chung các bạn thì rõ ràng là năm Canh Tý có thật sự mà nói là một năm, nếu mà chấm đến khang điểm mình có thể chấm 8 điểm rưỡi cho cái sự may mắn, sự tốt đẹp đối với cái người nhâm tuất nữ mạng. Hy vọng rằng mọi người nhâm tuất nữ mạng nắm bắt lấy cái cơ hội, thời cơ để mà phần nào cứu vãn lại những gì mà mình đã thất bại ở năm 2018 cũng như là hai năm 2019 mình không làm được. Hy vọng rằng là những cái thông tin mình chia sẻ vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ giúp cho mọi người có cái nhận định tốt hơn về cái gọi là thời cơ vận hạn cũng như là những cái việc xấu để mà mọi người phòng tránh. Mọi người tuổi nhâm tuất xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới, hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống thì xin bấm đăng ký ở bên dưới luôn để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui là hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.